cận cảnh chiếc xe Toyota Veloz 2022 dành cho Malaysia, với trang bị tốt hơn và giá bán rẻ hơn Veloz Cross ở Việt Nam. Toyota Veloz 2022 dành cho Malaysia sẽ có giá bán khởi điểm từ 95.000 giờ em, khoảng 498 triệu đồng. Vào hôm 18 tháng 10 năm 2022 vừa qua, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu MPV 7 chỗ Veloz ở thị trường Malaysia. Ở thị trường này, Toyota Veloz 2022 được dùng để thay thế vị trí của Avanza đồng thời được định vị là cao hơn Pro Avanza. Được lắp ráp tại nhà máy ở Sungai Châu, Rawang, Malaysia, Toyota Veloz 2022 dùng cơ sở gầm bệ đai New Global Architecture, DNGA, tương tự ba người anh em song sinh là Toyota Avanza, Daihatsu Junior và Peugeot Avanza. Với cơ sở gầm bệ này, xe chuyển sang hệ dẫn động cầu trước thay vì cầu sau như thế hệ cũ. So với Pro Zoolander, Toyota Veloz 2022 dài hơn 50mm và rộng hơn 20mm. Cụ thể, xe có chiều dài 4.475mm và chiều rộng 1.750mm. Đúng như những hình ảnh do hãng Toyota đã hé lộ trước đó, Veloz 2022 thế hệ mới ở thị trường Malaysia có thiết kế thay đổi nhẹ so với Veloz Cross đang bán ở Việt Nam. Theo đó, xe được trang bị đèn sương mù nằm ngang trên cản trước thay vì hình tròn như Toyota Veloz Cross 2022 ở Việt Nam. Ngoài ra, Toyota Veloz 2022 ở thị trường Malaysia còn có sơn ngoại thất phối hai màu thời trang hơn Veloz Cross ở Việt Nam. Ở thị trường này, xe có tổng cộng 5 màu sơn ngoại thất là bạc, xanh dương, đỏ, trắng và đen. Riêng màu bạc và xanh dương sẽ kết hợp với nóc màu đen. Đây là hai màu sơn tùy chọn dành riêng cho xe tại thị trường Malaysia. Trừ những thay đổi trên, Toyota Veloz 2022 ở Malaysia có ngoại thất không khác gì Veloz Cross dành cho thị trường Việt Nam. Xe có đèn pha LED tự động điều chỉnh cao, thấp và đi kèm tính năng chờ dẫn đường. Phía sau là cụm đèn hậu không gian 3 chiều nằm vắt ngang đuôi xe, và đèn phản quang với thiết kế giống giải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, Toyota Veloz 2022 ở thị trường Malaysia còn có gương ngoại gập chỉnh điện, tích hợp đèn chiếu sáng xuống mặt đất, 3G nóc thấp, có thể chịu được trọng lượng 75kg với bộ vành hợp kim 17 in, đi với lốp 205 trên 50 và có chiều cao gầm tới 205 mm. Bên trong khoang cabin của Toyota Veloz 2022 ở thị trường Malaysia là không gian nội thất 7 chỗ ngồi và phối hai màu đen, ghi. Ghế của xe được bọc ra semi, trong khi đèn viền được đặt ở tapi cửa và cụm điều khiển trung tâm. Bên cạnh đó là vô lăng gật gù, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng trung tâm 9 in. Hỗ trợ Android Auto có dây, Apple CarPlay không dây, sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn kỳ 2.4, với 3 cổng USB và 2 ổ điện 12V, hệ thống điều hòa tự động đi kèm cửa gió trên trần xe dành cho hai hàng ghế sau. Điểm nhấn của Toyota Veloz 2022 ở thị trường Malaysia nằm ở các tính năng an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Cụ thể, xe có hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, ngăn lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, camera 360 độ, phanh tay tự động, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, đèn pha thích ứng, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng có trên mẫu MPV này. Cuối cùng là camera hành trình tiêu chuẩn ở phía trước. Trong khi đó, camera hành trình phía sau là trang bị tùy chọn. Nằm bên dưới nắp capo của Toyota Veloz 2022, ở thị trường Malaysia động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp DCVT với 7 cấp số ảo, và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 106 mã lực, và mô men xoắn cực đại 138 Nm. Xe có 3 chế độ lái là Power, Normal và Eco. Có thể thấy, so với Toyota Vios Cross ở Việt Nam, Vios thế hệ mới dành. Cho Malaysia có nhiều trang bị khác biệt trong khi giá bán lại rẻ hơn nhiều. Tại Việt Nam, mẫu MPV này hiện có giá dao động từ 663 triệu đồng, 708 triệu đồng. Trong thời gian tới, Toyota Veloz Cross sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước nên giá có thể sẽ giảm xuống. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.